Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Vâng, quý vị khán giả thân mến, và ngày hôm nay với sự đồng hành của thạc sĩ dinh dưỡng Phương Minh thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem có những cái phương pháp nào cũng như là có những cái giải pháp dinh dưỡng nào có thể áp dụng cho trẻ đang bị táo bón. Vâng, xin chào chuyên gia dinh dưỡng Phương Minh, cảm ơn chị đã nhận lời mời của chương trình ạ. Và xin chào MC, xin chào khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live. Và tuần vừa rồi thì chương trình của chúng ta đã nhận được câu hỏi của chị Thu Hà ở Hà Nội. Hiện tại con của chị đang là 6 tuổi, con bắt đầu với những biểu hiện của tiêu hóa kém, hay táo bón, phân sống và bón cục. Chỉ sau một tuần dấu hiệu trở nên nghiêm trọng, bé đi ngoài rất khó khăn, thậm chí phải ngồi tới 15-20 phút và phân còn đi kèm với máu. Hiện tại thì chị cũng đang tăng cường rau xanh và thử đủ các loại rau chế biến đủ kiểu để bé ăn ngon miệng hơn. Nhưng tình trạng của bé thì vẫn chưa có nhiều tiến triển. Và hiện giờ thì chị đang rất là lo lắng và không biết phải làm cách nào, mong được chương trình cho lời khuyên. Vâng, có thể thấy đây là một người mẹ rất là thương con, theo dõi từng cái chuyển biến rất là sát sao về tình trạng bệnh của con. Nhưng mà có vẻ là cách áp dụng của mẹ vẫn chưa được đúng và đủ lắm, cho nên là tình trạng của bé thì vẫn chưa có tiến triển nhiều. Vậy thì đối với tình trạng như con của chị Thu Hà thì chị áp dụng như thế đã đúng chưa? Và còn thiếu gì thưa chuyên gia? Cái tình trạng mà táo bón của bé vừa táo bón này, xong hiện tượng phân sống này, xong rồi thì là bé bị còn chảy máu nữa, thì nghĩa là bé gần như là cái đường ruột của bé đang rất là kém rồi đấy. Đấy nhá, lúc thì thế này, lúc thì thế khác. Đó, thì là có thể rằng là trong quá trình điều trị, mẹ lại cho bé uống các loại khác, linh tinh khác, thành ra là cái đường ruột của bé đang bị loạn lên. Đặc biệt là cho gấp đôi rau xanh. Nhưng vấn đề quan trọng là rau xanh nó chỉ góp được một phần liên quan đến điều trị về táo bón thôi, chứ không phải là toàn bộ. Thì lại mẹ nhồi nhét con quá nhiều rau xanh như vậy, nên con sẽ rất là sợ, là một. Cái thứ hai là cái việc tiêu hóa rau xanh ấy, nó cũng phải ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của con. Tại vì là cái việc tiêu hóa rau xanh rất khó khăn. Tại sao cellulose, cơ thể người chỉ tiêu hóa được một phần thôi, còn đa phần là tạo thải ra ngoài. Đấy, thì đôi cho nhiều rau xanh quá cũng không tốt, mà phải ăn ở cái mức lượng vừa đủ. Đối với trẻ bệnh này là 6 tuổi, đúng rồi, 6 tuổi. Đấy, 6 tuổi một lượng rau xanh một ngày của bé nó ăn rơi vào khoảng độ nửa kg rau, thế là đủ cả một ngày trời. Có nghĩa là từ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và thêm cả củ quả nữa, đấy là nửa kg thì là vừa thôi. Mẹ nhồi nhét con ăn nhiều quá thì cho ăn cả cân, thì chứ đấy là cái hệ tiêu hóa nó sẽ rất là gánh nặng, rất là nhiều, nó không còn có chức năng để tiêu hóa các vấn đề khác nữa, thì nó ảnh hưởng liên quan cả đến thể chất của con, liên quan đến cân nặng, chiều cao của con các thứ nữa. Đấy là vấn đề của bé. Và thứ nữa là liên quan đến tình trạng là bé cái chảy máu. Chảy máu có nghĩa là bé nó hiện tượng nứt kẽ hậu môn, nó mới dẫn đến là tình trạng chảy máu, nghĩa là phân bé nó cực kỳ cứng, nó mới gây ra hiện tượng được cái vấn đề là nứt kẽ của con như vậy. Có thể thấy là những cái việc mà chị Thu Hà áp dụng cho con của mình là đúng, không sai, nhưng mà vẫn còn chưa đủ. Vậy thì đối với tình trạng của bé hiện tại thì ta cần áp dụng thêm những cái phương pháp nào để có thể cải thiện tình trạng của bé ạ? Tình trạng của bé hiện tại ở bây giờ là vừa loạn khuẩn, vừa thiếu chất xơ. Mặc dù mẹ bổ sung rau xanh rất nhiều nhưng mà chất xơ đấy nó chưa đủ. Bởi vì là chất xơ trong rau xanh chủ yếu là chất xơ không hòa tan thôi. Còn chất xơ hòa tan thì mẹ đang chưa bổ sung đủ cho con. Và một số thành phần phụ trợ giúp cho cái nhu động ruột nó tăng cường lên thì mình chưa có. Để điều trị hiệu quả cho bé hiện tại nhất, nhất là vừa phân sống vừa táo bón, thì khi đấy mình phải liên quan đến cả hệ thống đường ruột, mình phải bổ sung liên quan đến cả lợi khuẩn, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, và cả lượng nước vừa đủ với con. Nhưng mà để điều trị cho trường hợp này nó sẽ mất khá nhiều thời gian, thì mẹ bé nên liên hệ lại với chương trình để được chuyên gia tư vấn kỹ hơn, hỏi kỹ hơn về cái tình trạng của bé hiện tại. Chứ qua lời kể mẹ nó chưa được đầy đủ vấn đề của con, để xem là cái việc táo bón con diễn ra cách đây từ bao lâu và thực trạng hiện tại bây giờ
nó có còn là hiện tượng số phân hay không, hay là số phân từ trước bây giờ mình táo bón đấy, nó còn nhiều vấn đề khác nữa. Cô phải vì câu hỏi nó chưa cục rõ ràng cho lắm. Nên thì còn ở nhà thì đương nhiên mình sẽ phải bổ sung nhưng mà phải hợp lý cho con, không nên cho ăn cốc đôi rau xanh lên như vậy, mà phải ăn nó có sự gọi là cân bằng. Có nghĩa là bây giờ thì phải ăn đa dạng lên, nên rau xanh cũng loại rau xanh nào giúp nhuận tràng thì mình phải biết. Thứ nhất nó là liên quan đến rau mùng tơi là một, rau khoai lang hoặc là bí đỏ, đấy là những cái loại rau mà giúp nhuận tràng đấy. Còn đối với bé 6 tuổi bây giờ thì có thể là sử dụng khoai lang hoặc là quả bơ, đấy là những chất xơ không hòa tan giúp làm sao cho cái phân thân của bé sẽ ổn hơn. Ngoài ra nếu những bé này mà bổ sung chất xơ nhiều rồi mà không bổ sung thêm nước cho con thì cũng tác dụng cũng không được cao đấy nhé. Còn đối với lợi khuẩn đường ruột thì bây giờ các chế phẩm lên từ sữa nó lên men nó cũng cung cấp các lợi khuẩn đường ruột thì mình có thể bổ sung cho con đấy. Còn việc riêng cái việc sử dụng dùng thuốc như thế nào để điều chỉnh dứt điểm cái vấn đề táo bón của con thì phải có ý kiến của chuyên gia hướng dẫn cái lộ trình đầy đủ cho con, chứ không thể là uống thuốc 1-2 ngày mà con khỏi là thôi dừng được. Nó phải có một lộ trình. Đối với bạn táo bón nặng như thế này rồi nó có phải cái quá trình điều trị khá là lâu, không đơn giản chỉ 1-2 ngày. Vâng, và cuối cùng thì chuyên gia có thể đưa ra một lời khuyên dành cho tất cả các bà mẹ để có thể đề phòng bệnh táo bón của con mình không ạ? Nhắc đến cái phương pháp điều trị thì mình lấy ví dụ như thế này. 6 tháng trước mình có bắt đầu điều trị táo bón cho một bé. Lúc bé bé là ở tình trạng 8 tuổi ấy. Có nghĩa là bé đã điều trị táo bón ở khắp nơi rồi nhưng mà cứ bị tái đi tái lại. Hỏi ra với chính xác vấn đề tình trạng là mẹ không tuân thủ điều trị. Có nghĩa là bác sĩ hẹn tái khám nhưng mà thấy uống lượng nửa cái đơn của bác sĩ cho con đã hết táo bón rồi, dừng lại không uống nữa. Và đến một khoảng độ tháng sau lại thấy con bị táo bón trở lại. Đấy là cái đầu tiên là tuân thủ điều trị đấy. Cái thứ hai nữa là liên quan là để táo bón lâu ngày rồi thì cái thời gian điều trị rất là lâu. Như 6 tháng nghĩa là bây giờ bé đã mình điều trị trong vòng 6 tháng, nghĩa là hiện tại bây giờ bé đã hết tình trạng táo bón và không bị lại được, không bị lại nữa. Đấy, nghĩa là khi bạn để nặng quá thì thời gian điều trị nó sẽ là lâu như vậy. Thì là cái lưu ý thứ hai. Và cái lưu ý thứ ba là việc liên hệ giữa chuyên gia, giữa bác sĩ về với gia đình là mình cần phải có. Bởi vì sao? Bởi vì là có thể tiến triển của bé này với bé kia nó sẽ khác nhau, chứ không phải bé nào có cái việc mà hiệu quả nó như nhau được cả. Đấy, nên là có sự liên hệ từng có thể nửa tháng hoặc cả tháng, từng tháng một để liên hệ lại với nhau để xem tình trạng con hiện tại như thế nào, chứ không là uống nửa đơn xong đấy thấy ổn rồi dừng không uống nữa, hoặc là uống xong một đơn rồi không có sự tự tái khám hoặc là không có sự hướng dẫn lại. Đấy. Ngoài ra sau khi điều trị về táo bón nó dứt điểm rồi thì liên quan đến chế độ ăn mình phải thay đổi cho nó khoa học thì bé sẽ không bị tái lại lần sau. Vâng, và xin cảm ơn chuyên gia Phương My với những cái chia sẻ rất là hữu ích cho khán giả vừa rồi ạ. Và như vậy là qua những chia sẻ của thạc sĩ dinh dưỡng Phương My vừa rồi thì hy vọng là chị Thu Hà đã có thêm cho mình những kiến thức để chăm sóc và trẻ bị táo bón tốt hơn. Và chị nên nhớ là ngoài việc bổ sung rau xanh thì chị hãy bổ sung thêm nhiều cái thực phẩm thuộc 4 nhóm chất như chuyên gia vừa chia sẻ để có thể sớm cải thiện được tình trạng táo bón của bé. Và với quý vị khán giả, nếu quý vị muốn được tư vấn kỹ hơn về từng trường hợp bệnh cụ thể, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua số hotline 0826212102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống khỏe cùng IDC Life đến đây cũng xin phép được khép lại. Và xin được cảm ơn chuyên gia Phương Minh đã có mặt tại chương trình với những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Và xin cảm ơn MC. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Life vào lần sau. Vâng, và nếu quý vị khán giả yêu thích chương trình của chúng tôi và muốn nhận thêm thật nhiều những thông tin sức khỏe hữu ích nữa thì hãy nhớ theo dõi chúng tôi vào khung giờ 20 giờ hàng ngày trên kênh IDC Live. Và đừng quên nhấn đăng ký cũng như là nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.